Thằng Trọng nó không gọi điện về sao? Không, tôi nghĩ nó bận chăm sóc bà Tư Mơn. Còn Quỳnh Như, nó sao rồi? Từ bữa đó đến giờ, tôi thường chở nó đến chỗ của cô Tâm để nó gần gũi với mọi người. Tinh thần của nó dạo này phấn chấn hơn nhiều. Mấy bữa ông nằm đây á, nó có vô thăm ông. Nó lo lắng cho ông lắm. Tội nghiệp con nhỏ. Cũng tại tôi với bà không quan tâm nhiều nên mới xảy ra chuyện như vậy. Chiều nay bà đưa nó vô thăm tôi đi, tôi muốn gặp nó. Chiều nay hả? Chắc không được đâu. Nó phải tập đàn với cô Tâm. Hay là để một hai bữa nữa ông khỏe lại đã, xuất viện về nhà rồi hai cha con gặp nhau luôn. Phải nhà này không ta? Theo như bà Tư hảo hảo bà diễn tả thì giống cái nhà này lắm nè. Để hỏi thử coi sao. Giờ làm sao đây? Mà giờ này nó đang vui vẻ hạnh phúc, tự nhiên mình không lẽ mình vô mình hỏi thăm. Bà ở đây làm gì vậy? Trời, được không? Mà mày làm gì đứng đây hả? Trời ơi. Ủa, mà mày nói mày từ tao rồi mà, mắc mớ gì mà mày quan tâm tới tao làm gì? Tôi hỏi bà, làm cái gì bà đứng ở đây? Bà có biết cái xóm này á là không có hiền lắm không? Thì kệ tao. Mày, tao không cần mày quan tâm. Mày quan tâm tới tao chắc tao sắp xuống lỗ rồi quá. Bà không ưa tôi thì thôi. Bởi vậy cái mặt mày á, y chang là cha mày à. Cái tướng gà trớn của y chang nữa. Cái ghét đồ cái quân mày. Cha. Nè, bà có sao không? Cái chân đau, kệ tao. Đã tôi nói cái chân đau thì ở nhà đi. Nó đi làm cái gì chứ? Thì tao uống thuốc ở nhà ông Nhân mấy bữa nay rồi chưa hết nữa. Thôi, mình lên xe đi, tôi chở về cho. Đi. Quỳnh Như. Quỳnh Như. Nè, mày tới đây để làm gì? Vô nhà đi con. Tôi muốn gặp Quỳnh Như. Chuyện gì vậy mẹ? Không có gì đâu, con vô nhà đi mà. Nè, tao nói cho mày biết, mày không được đụng đến con tao. Mày đi đi. Nếu mày còn đứng đây nữa, tao sẽ gọi công an đến còng đầu mày đó. Đi nhanh đi con, đi nhanh lên. Có chuyện gì vậy mẹ? Con vừa nghe ai gọi tên con? Không có gì đâu, con nghe lời mẹ, đi vô đi mà. Quỳnh Như, bà chính là bà ruột của con đây. Bà chính là chú Sĩ Minh, bà ruột của con đây. Sĩ Minh, ông vừa nói cái gì? Ông vừa nói ai là ba của tôi? Con à, con đừng có tin ổng. Ông muốn hại con, cho nên là ông gạt con đó. Quỳnh Như à, hãy nghe lời của bà. Bà chính là bà ruột của con nè. Quỳnh Như à. Quỳnh Như à, con hãy tha thứ cho bà. Nếu con có trách á, thì con hãy trách mẹ con. Mẹ con á là người đã gây ra chuyện này. Bà lừa gạt bà suốt bao nhiêu năm nay. Bởi vì bà không biết con chính là con gái của bà. Mày làm ơn mày đi giùm tao đi. Đi đi. Quỳnh Như, bà đã trừng trị những đứa đã hại con rồi. Bây giờ hãy để cho bà chuộc lại lỗi lầm, cho bà được chăm sóc con nghe Quỳnh Như. Ông em đi. Tôi còn có người cha tàn ác giống như ông. Tôi kinh tởm ông. Ông đi đi, làm ơn để cho tôi yên. Quỳnh Như. Quỳnh Như à, đợi mẹ đi con. Quỳnh Như. Mày đi đi. Mày đi giùm tao đi mà. Mày đi đi. Đừng tin những lời tên khốn đó nói. Mẹ đừng có gạt con nữa.
Thật ra thì con đã biết con không phải là con ruột của ba từ 10 năm trước rồi. Hôm đó con nghe được lời cầu nguyện của mẹ. Mẹ nói con và anh hai không cùng chung huyết thống với nhau. Con đã biết ba ruột của con là một người khác. Nhưng mà điều con không ngờ, người đó là người đã bắt cóc và gây ra bao nhiêu đau khổ cho con. Quỳnh Như à, mẹ xin lỗi con. Con mệt lắm rồi. Bây giờ nếu như có thể làm gì đó, con chỉ xin là cầu nguyện cho những tội lỗi của ổng gây ra thôi à. Như à, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Má nói con hoài, đừng có đi nữa mà mày cứ đi hoài. Bánh tét má thích ăn nè. Con có đi đâu, con phải kiếm việc làm chứ. Kiếm việc làm nhưng mà đừng có đi Sài Gòn nữa. Con có đi Sài Gòn đâu. Con ở đây luôn với má mà. Má ăn bánh tét đi. Bánh tét má thích ăn nè. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Đừng đi nữa nha. Trời ơi, con không có đi. Con ở đây chăm sóc cho má, chịu không? Chịu. Ui da. Sao? Ui da. Trời ơi, má ơi, má ui da sao? Sao, bị gì? Ui da đau. Đau ở đâu? Ui da đau. Má đau ở đâu? Ở đâu? Đau ở đâu? Đau ở đâu? Má đau ở đâu? Má nghe con nói nè. Đau. Má đau ở đâu? Má ơi. Má. Má. Má nghe con nói nè, má đau ở đâu? Má đau. Má đau ở đâu? Đau bụng. Má bị đau bụng hả? Đau bụng hả? Trời, sức dầu quá, sức dầu quá. Sức dầu đi, em đưa má đi sức dầu đi. Trời, má ăn cái gì tầm bậy tầm bạ để bị đau bụng vậy? Anh tét này mua nè. Không có, dạ. Má bây giờ không biết mà. Đi vô đây con xức dầu cho má. Đi xức dầu, xức dầu. Bây giờ đâu? Má ngồi yêu thôi. Rồi ngoan nè, ngoan nè. Trời ơi, má ngoan nằm nghỉ nha. Dì Tư đỡ đau chưa? Dạ, cũng đỡ rồi. Dì Tư có hay bị đau bụng gì không? Em thấy thỉnh thoảng má cũng hay đau bụng. Mà em thấy giống như bị giả đò vậy đó. Chắc là má bị đau bao tử á. Rồi Trúc có đưa chị Tư đi xét nghiệm gì chưa? Dạ chưa. Tại em thấy má em cứ đau chút xíu là hết à. Nên là em cũng thấy không sao hết. Sao mà ý y vậy được? Để lúc nào rảnh thì tôi đưa chị Tư đi xét nghiệm coi bao tử có bị gì không. Rõ ràng lúc mình bước vô nghe ảnh kêu má thân thiết vậy mà giờ lại kêu dì Tư. Thật ra ý ảnh là sao đây? Tại sao anh cứ lén lút quan tâm tới má vậy? Thôi Trúc ở nhà coi chừng dì Tư đi, tôi về. Anh Trọng, coi chừng mưa đó. Thôi ở lại trú một chút đi rồi đi. Có mưa đâu, trời nắng. Tài liệu này thầy thấy cũng hay. Đâu con coi thử coi. Dạ, con cảm ơn thầy. Mấy bữa nay á, con không làm việc ở công trình xây dựng. Vậy con làm cái gì mà thầy thấy con đi tối về sớm hoài vậy? Dạ, con đi xin giác lúa mướn á thầy. Trời đất, công việc đó nặng nhọc lắm. Con làm có nổi không? Dạ, thầy coi thường con hoài. Con làm được vài bữa rồi. Không đến mức mà đi không nổi giống như ba con nói đâu. Thiệt. Thầy bó tay với cái tính cứng đầu của con luôn á. Con nhất quyết kiếm đủ tiền chữa bệnh cho má con. Ủa,
Bộ con tìm được má con rồi hả? Dạ, dạ không. Ý con là con kiếm được nhiều tiền để sau này con tìm được má con rồi để con lo cho má con đầy đủ. À, dạ thôi thầy làm gì thì làm đi thầy. Ê, anh cho tôi với cơm thì con dịch nha. Có liền. Ê, cơm thịt kho hộp vịt. À, ông anh à, ông anh qua xóm bên rồi hả? Có hỏi thăm được cái gì không? Có tấm hình, có thêm hy vọng. À về bên đó bây giờ toàn người mới không, không ai biết gì về tông tích của cổ hết. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Có gì đâu anh ơi. À, thật ra tôi nghe ông anh đi tìm vợ của ông anh á, tôi mừng hết biết luôn à. Nên tôi giúp được gì cho ông anh là tôi giúp thôi, hiểu không? Đâu tôi coi thử coi. À, mà cũng lạ ha. Ủa sao vậy anh sao? Bộ anh biết người trong hình hả? Không, cái người ở trong hình này á, rõ ràng là tôi chưa có gặp. Mà sao tôi nhìn thấy cái cô này quen quen á. Tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Sao nghĩ hoài không ra ta? Bởi vậy tôi mới nói là lạ đó. Vậy chắc hồi xưa có khi anh gặp cổ rồi. Đâu anh ráng nhớ kỹ lại giùm tôi coi anh sao. Nếu anh giúp tôi tìm được cổ, tôi sẽ hậu tạ anh xứng đáng. Hậu tạ hậu tiếc gì? Tôi mà biết cổ ở đâu á, tôi chỉ cho ông anh liền á. Ông anh không cần phải hậu tạ gì đâu. Mà ngặt nổi á, tôi chưa bao giờ gặp cổ lần nào hết trơn á. Cả cái tên gì Sáu Liễu, tôi nghe có tên còn lạ nữa mà. Chị thấy cái gương mặt này nó quen lắm ông anh ơi. Quen đâu ta? Tôi thấy bế tắc quá. Đã tìm kiếm bao lâu nay rồi mà không có chút manh mối nào hết. Ông anh đừng có tuyệt vọng. Xã hội bây giờ thay đổi nhanh lắm. Đi xa 5-7 năm trời, trở về là đã thấy khác rồi. Huống hồ gì á, là anh đi 20 mấy năm nay. Làm gì mà tìm được ai? Mà tôi nghĩ á, bây giờ anh trở về đây anh tìm, đừng có tìm cổ nữa, mà phải gọi là tìm bả. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ cổ lớn tuổi rồi, đâu có trẻ như tôi hảo hảo của tôi. Hồi xưa tôi bỏ cổ về nghèo túng quá. Sau này lên Sài Gòn bận ăn, thỉnh thoảng tôi cũng có nghĩ về má con cổ. Tôi thấy ăn năn hối hận nhưng mà không dám về. Sao anh không về tìm bả sớm hơn? Đợi chi tới 20 mấy năm rồi mới đi tìm. Tôi nghĩ bả mà còn chờ anh á, chắc cái cổ của bả dài 800 thước luôn. Tại tôi sợ. Tôi sợ bị cổ chửi, sợ con nó ghét mình. Tôi cố gắng làm ăn, quyết tâm chừng nào có nhiều tiền rồi thì tôi mới về cất cho má con nó một căn nhà. Lúc đó tôi mới không sợ bả chửi, con tôi nó cũng không dám ghét mình. Nào ngờ khi tôi về tới đây rồi thì má con cổ không còn ở đây nữa. Anh nói vậy cũng không có được. Nếu là tôi á, lâu lâu tôi mới về một lần, rồi tôi lén coi má con có cổ ra sao, ngó coi cổ có ai khác không á, rồi coi con mình nó lớn lên nó có ngoan không, nó có giống mình hay không. Ai ngờ để 20 mấy năm trời mới về đây. Thì cũng tại tôi hết. Ba cái xóm cũ ngày xưa đó mà, lúc tôi về đây đã dọn đi đâu hết rồi. Nghe tin xóm cũ nghe nói trôi dạt tứ xứ hết. Xóm mới toàn là người lạ, cho nên người ta không biết cổ là dĩ nhiên rồi. Ông anh, bây giờ tôi nhìn kỹ cái bà này, cái mặt này quen quen rồi nha. Ủa sao vậy anh Sáp? Anh nhớ là anh gặp cổ ở đâu rồi phải không? Không phải, tôi thì tôi không có gặp, nhưng mà tôi thấy gương mặt này hao hao giống con Trúc à. Giống lắm mà nghe. Anh làm tôi mừng hụt. Ủa
Mà bữa nay sao con Trúc không phụ anh mắng cơm? Ai biết đâu, nó nói là má nó bệnh, nó xin nghỉ ngày để về nó lo cho má của nó. Ổng làm cái gì mà nhìn mình dữ vậy ta? Mình có nên hỏi thăm không? Mà thôi, mắc gì hỏi thăm. Ổng không ưa mình, mắc công ổng lại nói mình nhiều chuyện. Cháu đang làm gì ở đây vậy? Dạ, con ra đây hóng gió chú. Vậy à? Chú Năm, hình như chú có tâm sự gì phải không? Có gì đâu, chú đi tìm vợ con mà thấy bế tắc quá. Nhưng chú nghĩ đi nghĩ lại, xa họ mấy chục năm trời rồi, bây giờ gặp lại, không biết người ta có chịu tha thứ cho chú không. Chú còn vậy á, chứ tính ra mà còn có tình, chú còn biết đi tìm vợ con của chú, vậy là hơn ba con nhiều rồi. Con nghĩ phụ nữ cũng dễ tha thứ lắm chú. Vậy à? Chú chỉ sợ lúc tìm ra rồi con chú nó sẽ hận, không thèm nhìn mặt chú, tại chú bỏ đi lúc nó chưa lọt lòng. Trúc à, nếu như một ngày nào đó ba cháu quay trở lại đây, cháu có hận ba cháu không? Chú hỏi con á, bởi vì chú thấy hoàn cảnh của con giống như con của chú vậy, vậy chắc suy nghĩ của con cũng giống như suy nghĩ của nó. Suy nghĩ mỗi người mỗi khác mà chú. Bây giờ con cũng không biết phải nói làm sao nữa. Con vừa muốn gặp lại mặt ba con, vừa không muốn gặp lại ổng. Con chỉ ước là phải chi đừng ai bỏ nhau thì tốt biết mấy. Sáu ơi, tôi xin lỗi em, chắc ngày xưa em khổ lắm, em giận tôi lắm phải không Sáu? Bây giờ em ở đâu? Nếu gặp lại em có tha thứ cho tôi không sao? Giống như ông, tôi kinh tởm ông. Ông đi đi, làm ông để cho tôi yên. Phục vụ, phục vụ đâu? Dạ, cho anh chai rượu nữa coi. Dạ xin lỗi, anh uống nhiều quá rồi, anh đừng uống nữa anh. Mày nói gì, mày khinh tao hả mày? Dạ anh thông cảm, anh sai quá rồi, quán tụi em không bán nữa đâu.
Mày muốn chết hay sao? Khách muốn uống mà mày không bán là làm sao? Không thì dẹp tiệm nữa mày. Ừ, dạ. Dạ anh thông cảm. Tưởng tao không có tiền hả? Nè, đem rượu cho tao uống mày. Tiền hả? Nè, đem rượu ra đây cho tao, tao muốn uống nữa. Má bị sao vậy? Tự nhiên má em bị đau bụng quá à. Không biết có sao không nữa. Má, má. Chưa bao giờ má em bị đau vậy hết á. Đau. Sao vậy anh? Đau. Trúc nè. Dạ. Bây giờ em ra em kêu ông Tư Đò chờ sẵn đi. Anh sẽ bế má ra. Dạ dạ. Đau quá. Má tôi làm sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân có biểu hiện là xuất huyết bao tử. Hiện thời thì chưa thể kết luận được. Phải làm thêm vài xét nghiệm nữa thì chúng tôi mới trả lời người nhà được. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ, không có gì. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ. Chắc là má tôi ăn bậy cái gì đó nên đau bụng thôi. Em đừng có lo quá. Ừ, dạ. Ở đâu vậy? Ừ, ở đây là bệnh viện đó má. Má bị đau bụng nên con phải dắt má vô đây để khám bác sĩ nè. Ủa thằng Trọng đâu? Anh Trọng kêu nó vô, kêu Trọng... nó vô cho tao. Dạ rồi, anh Trọng đang đi mua thuốc cho má. Cho nên là anh không có vô đây được. Chút xíu, má cứ nằm nghỉ đi. Rồi anh Trọng mua thuốc vô rồi con kêu ảnh vô thăm má. Đi kiếm nó, không thôi lão mắt nó đi á. Không có đâu mà, má nghe lời con đi. Bây giờ má mà bỏ về rồi anh Trọng anh đi vô đây không thấy má là anh khóc á. Không có má là nó khóc hả? Ừ, bây giờ má nằm xuống nghỉ đi nghe. Kêu nó vô đây đi. Dạ. Kêu nó vô nói má nằm đây chờ nha. Dạ má nằm chờ nghe. Ừ. Rồi má nằm ngoan nhớ biểu nó vô đây á, không có được chạy lung tung nghe. Ừ. Rồi nhắm mắt lại. Anh giận hả? Em đừng có để má nghĩ như vậy nữa. Thằng Trọng nó có phải là con của má đâu. Sao em cứ cố tình gạt má hoài vậy? Nhìn thấy má tự thương nó, tôi chướng mắt lắm. Thì có mất mát cái gì đâu. Anh Trọng á, anh cũng đối xử tốt với má mà. Anh không thấy từ lúc có ảnh á, má vui vẻ hẳn lên hả? Nhưng nó đang gạt má mà. Tôi sẽ đi tìm anh hai về cho em. Lúc đó em phải hứa với tôi là em phải loại thằng Trọng ra khỏi gia đình em. Mấy chục năm nay sống sung sướng hạnh phúc quá mà. Đâu có biết mẹ con tôi sống chết ra làm sao đâu. Kỳ này tôi tới nhà ông luôn. Tôi la lên cho mọi người biết. Ông là cái người đàn ông vô trách nhiệm. Cái đồ đàn ông khốn nạn. Cái đồ... Thank you.
Chị kiếm ai vậy? Ổng sao vậy? Dạ, anh hai tôi bị tai nạn 20 năm nay rồi. Mà chị kiếm ai vậy? Tôi là người quen cũ của ổng, ở xóm bên sông nè. Xóm bên? Nói vậy cô là... Tôi là em gái của anh hai tôi. Tôi tên Châu. Lối xóm kêu tôi là Ba Châu. Ba Châu? Nói vậy chị là... Chị là vợ của anh hai tôi. Cái gì? Má bị cái gì? Sáng nay má em đau bụng quá, sẵn có anh Tùng chạy qua nên anh Tùng đưa má vô bệnh viện luôn á. Rồi bây giờ má em bị sao? Bác sĩ nói là má em bị xuất huyết bao tử. Trời ơi. Nhưng mà chưa có kết quả chính xác, cho nên ở lại làm xét nghiệm rồi. Bây giờ má em ra sao rồi? Má em cũng đỡ leo rồi, nhưng mà lúc nào má cũng đòi kiếm anh hết á. Bây giờ em chạy về nhà lấy mấy bộ đồ cho má nè. Em đi vô lấy đồ lẹ đi, rồi anh chở em vô bệnh viện. Dạ. Anh Trọng, sao anh lo lắng cho má em nhiều vậy? Thiệt tình em không hiểu tại sao anh không muốn dính dáng tới em nữa mà vẫn lo cho má em. Sao anh im lặng hoài vậy? Em im đi được không? Anh xin lỗi. Má đỡ đau chưa má? Anh Trọng, em có chuyện muốn nói với anh. Anh biết em định nói gì rồi. Em ngồi xuống đi. Mắc tại sao đối xử tốt với má em đúng không? Bởi vì anh không có má, cho nên anh xem má em như là má của anh vậy. Không có gì hết, em đừng nghi ngờ gì nữa. Em vẫn thấy có cái gì đó mâu thuẫn. Nếu như anh muốn tránh mặt em, muốn chia tay với em, thì cho dù anh có thương má em cỡ nào đi nữa thì cũng đâu cần lo lắng và tốt như vậy. Em không tin là không có gì. Từ sáng tới giờ có đóng viện phí cho má chưa? Trưa nay anh Tùng có đưa đỡ cho em ít tiền để đóng tiền viện phí. Tiền của anh Tùng hả? Tại kẹt quá cho nên... Nên em cầm đỡ tiền của anh Tùng. Em biết là tiền anh Tùng kiếm được không có được đàng hoàng, nhưng mà em có hứa là mai mốt em ráng dành dụm để trả lại cho anh. Anh thiệt là vô dụng mà. Má gặp chuyện như vậy mà anh không giúp được gì hết. Anh đừng có áy náy. Dù sao anh lo cho má em như vậy là cũng tử tế lắm rồi. Chỉ có em mới là đứa vô dụng.
Vì em là con của má mà lại không cho má có được cuộc sống thoải mái. Má nhập viện vậy mà em cũng không có tiền lo cho má nữa. Dù sao em cũng là con gái mà. Hơn nữa thời gian qua em đã chăm sóc má rồi. Đáng trách là trách mấy người đã bỏ má ra đi, má mới như hôm nay. Không màng tới má sống khổ ra sao. Anh đang nói đến ba và anh hai em hả? Không. Anh xin lỗi. Không có gì đâu. Thiệt ra em cũng suy nghĩ giống như anh. Không có gì quý báu hơn là tình thân của gia đình. Vậy mà người ta không biết giữ, nở dứt áo ra đi, rồi biện biệt không quay về. Em yên tâm đi, anh không có để cho em một mình lo cho má đâu. Anh Trọng, em vẫn thắc mắc là tại sao một mặt anh kêu em quên anh đi, nhưng mà anh lại đối xử tốt với má em đến như vậy, rồi nói sẽ cùng em là lo lắng cho má. Như vậy là sao hả anh Trọng? Em không hiểu. Anh đã nói rồi, chuyện anh tốt với má không có liên quan tới em. Em đừng có nói chuyện tình cảm nữa, từ bây giờ anh không muốn nghe đâu. Tôi đâu có ngờ ông không quay về là vì ông không muốn làm gánh nặng cho má con tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng bao nhiêu năm nay ông sung sướng lắm, cho nên tôi mới hận ông ngất trời. Tưởng đâu thấy ông thân tàn ma dại, tôi sẽ hả dạ lắm. Nhưng mà ai dè tôi lại sốt ruột, sốt gan. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Đúng là tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Em nhận thấy anh đã thật sự không còn tình cảm với em, nên em cũng không muốn làm anh khó xử nữa. Từ bây giờ em sẽ không nhắc đến chuyện tình cảm của tụi mình nữa. Em sẽ cố gắng quên hết những gì mình đã có với nhau. Em biết sẽ khó có thể giúp mặt anh để nói ra điều này, nên mình phải nhờ trang giấy để nói với anh. Em luôn mong anh được hạnh phúc. Tạm biệt anh, Trúc. Nằm nghỉ chút ha. Dạ. Trúc, má con làm sao rồi? Dạ, má con có sao hết. Vậy là qua kiếm Trọng phải không? Nó mới vừa đi ra á. Dạ, con... Con làm sao? Bác gửi cái này cho anh Trọng giùm con nha. Con đem thẳng vô phòng để trên bàn cho nó đi. Bác bận bóc thuốc cho bác hai, sợ để ở đây hồi lu bu bác quên đó. Dạ thôi con... Không sao đâu mà, người nhà không à, ngại ngùng gì, đem Trọng đi con. Dạ. Đi đi.
phải cất chỗ nào để bác Nhân đừng nhìn thấy. Không thôi thì kỳ chết.